Buenos dias. Tới Barcelona mà không đi shopping thì hơi phí rồi. Quán mình ăn ngon nhất ở châu Âu. Ladies and gentlemen, welcome to Barcelona. Hello, hello mọi người, vậy là bọn mình đã tới Barcelona. Barcelona không chỉ nổi tiếng bởi đội bóng đá, mà còn được biết đến là một trong 10 thành phố đẹp nhất trên thế giới. Nơi đây với nhiều trung tâm văn hóa nghệ thuật lớn cùng các công trình kiến trúc độc đáo, thường thu hút rất nhiều du khách quanh năm. Theo như bọn mình tìm hiểu thì thời điểm đẹp nhất tới đây là khoảng từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm. Bọn mình đi taxi về khách sạn là mất 27,6 €. Đợt này bọn mình ở Buho Boutique Rooms. Đúng, mọi người biết cái cánh cửa này cánh cửa gì? Đây là cánh cửa. Ở đây không có thang máy, vậy nên là vác vali lên hơi mệt nha. Giá cho một đêm ở khách sạn này là 150 €. Mình rất thích ở đây là có cái ban công cùng một cái view siêu đẹp. Nội thất ở đây hiện đại, phòng rất là rộng và sạch sẽ. Nước của Tây Ban Nha có uống được bằng vòi nhưng mà nước ở đây không ngon, vậy nên là bọn mình sẽ mua nước chay. Giờ thì bọn mình sẽ đi ăn nhẹ ở một cái quán tapas. Tapas là một cái quán ăn gọi là họ sẽ cho những cái món nhỏ nhỏ kiểu để ăn nhẹ. Và bọn mình sẽ ăn nhẹ đi chơi xung quanh thành phố rồi tầm 8-9 giờ ăn tối sau. Ở đây ở châu Âu rất thích một cái là trời tối rất muộn ý. Đây là một ngày cảm giác làm được nhiều việc hơn, đi chơi được nhiều hơn anh nhở? Ờ, nhiều lắm. Tới Tây Ban Nha thì điều đầu tiên mọi người nên thử là tapas. Địa điểm ăn tối ngày hôm nay là Ciutat Comtal. Mình thấy quán này rất là nổi tiếng và nằm ngay khách sạn mình, vậy nên là cũng quyết định qua thử luôn. Tapas là một bữa khai vị nhỏ với rượu hoặc bia, chứ không phải là một món ăn cụ thể nào. Chuyện gì vừa xảy ra anh? Chút nữa mình ăn đồ ăn của người khác. Từ đầu người ta đem ra một cái bánh mì với một cái miếng hamon. Anh tưởng là của mình đang định ăn, hóa ra là không phải của mình. Cái này với của mình này, mình phải ăn nhiều cái này, muốn no. Bọn mình đã gọi ớt chiên, thịt dăm bông, mang tây và nấm xào và bánh mì nướng cùng sốt cà chua. Thế ăn mấy món này chưa đủ no, vậy nên là bọn mình đã gọi thêm cá anchovy chiên và tôm cùng cái nước sốt gì đấy mình không nhớ tên nữa. Mình thấy đồ ăn trong quán này rất là ngon, vậy nên là nếu quay lại Barcelona thì mình sẽ nhất định qua quán này ăn lại. Mình nhà. Nhà đó hả? Xin muối nhá. Bây giờ bọn mình sẽ thử cái ớt chiên ở đây, thấy ai cũng gọi. Sợ không ăn được cay mà sẽ thử nhá. Không cay. Không cay, nó giống kiểu ớt ngọt luôn thôi. Ủa, em ăn hết luôn á? Hả? Tại em thấy cái bàn bên cạnh vừa cho cả quả vào mồm. Em sợ cay. Tức là ăn với một cái đồ này nó... ăn với cái đồ này nó kiểu như... kiểu thay rau ấy. Đúng rồi. Cũng khá là ngon. Mình uống sangria, anh Đạt uống bia. Sangria là rượu vang ngọt. Very good, thank you. Tổng bill hôm nay là 48,35 €. Nói chung là cũng ok, không đắt lắm so với những nước khác. Anh thấy quán bây giờ ăn có được không? Anh thấy quán này ăn rất là ngon. Một quán mình ăn ngon nhất ở châu Âu. Rất là rẻ. Rẻ. 1 triệu cho hai người ăn cộng cả rượu và bia nữa. Và rất là nhiều hải sản tươi. Yeah. Rồi mình đi đâu? Rồi mình đi dạo đâu? Mình đã vào một cái quán ăn cạnh biển để ăn nhẹ, không là tối về sẽ đói.
Rồi. Ngon à? Hơi đắng, phải ngon không? Ngon. Ngon. Ngon hơn, ngon hơn. Đây là phô mai burrata cùng cà chua và pesto. Thì ngon phết. Cái truffle carpaccio này ngon dã man luôn mọi người. Kiểu chưa ăn cái nào ngon như thế luôn ấy. Ngon nhất rồi. Tự nhiên đi ngoài đường thấy quán này đông vào. Chọn rất là thành công luôn. Burrata đây cũng rất là ngon. Ngon không anh? Ngon, em hạt điều. Bọn mình đang đi ăn sáng ở một cái quán gọi là Secrets by Fargo. Và bọn mình mới nhận ra là quán ăn ở bên Tây Ban Nha rẻ gấp mấy lần anh nhỉ? 3 lần. Rẻ gấp 3 lần. Những cái món nào mà mình vừa gọi xong mình cũng gọi ở Paris mà ở đây nó 10 đô, kia nó 30 đô. Đúng rồi, thật sự sốc luôn. Và ở bên Tây Ban Nha thì có cái phong trào ăn brunch rất là nhiều ấy. Nên là có rất là nhiều cái quán brunch siêu ngon luôn. Mọi người đi ngóc rách nọc sẽ có. Với lại nếu mà mọi người tới Tây Ban Nha ấy thì mọi người phải chú ý giờ giấc đi chơi, vì là ở bên Tây Ban Nha có gì nhỉ? Siesta là cái giờ ngủ trưa của họ, tất cả quán ăn, cửa hàng, ngân hàng các thứ là đóng cửa cái giờ đấy, là siesta từ 2 giờ chiều tới 5 giờ chiều, họ được nghỉ nhiều lắm anh. Siesta là cái gì? Siesta là cái giờ ngủ trưa. Đúng rồi, siesta là giờ ngủ trưa. Cũng giống bên Việt Nam mình. Đúng rồi, nhưng mà Việt Nam mình nghỉ tầm 11, 12 đến 1 giờ. Còn đây thì là nghỉ từ 2 giờ chiều đến 5 anh giờ chiều. Anh thực sự rất là thích cái phong trào này. Được ngủ trưa. Mấy hôm đi chơi mệt quá ấy, xong hôm nay kiểu biết là ok, lát nữa có siesta, chúng mình có thể về nhà nghỉ ngơi thêm. Chứ mấy hôm đi kiểu chạy sâu mọi người, xong rồi đi bộ, ngày nào bọn mình cũng đi bộ tầm 10 tới 15 cây, trong khi ở Việt Nam quen chẳng bao giờ đi bộ thế nào cả. Cứ kiểu đi cần đi 2-3 phút toàn đi xe ô tô hoặc là đi xe taxi thôi. Tại vì thật nhất là thời tiết ở bên này, Việt Nam cũng nóng hơn nên không đi được. Nên là ở đây đi nhiều dã man, mệt rồi. Cái giọng lên đà bắt đầu kiểu lại ốm ốm lại rồi. Ở đây cũng có bàn vé số nha mọi người. Đây là suất ăn sáng của bọn mình. Cái gì ngon? Nói chung là bọn mình tới đúng cái giờ siesta rồi. Và đây là bây giờ mình sẽ đi về. Nhưng mà mua vé trước để 5 giờ chiều hôm nay qua đây. Và vé ở đây là 24 một người, cộng thêm tax. Nói chung là tổng 2 người là 52 €. Là ở đây có cả bao gồm tour nữa, là mình có thể nghe audio guide nữa. Vé khá đắt nhưng mà hơi đi du lịch mà. Giờ mình đi đâu anh? Giờ mình đi về ngủ trưa. Tại vì Tây Ban Nha đi ngủ rồi. Giờ không đi được đâu luôn. Dịp đóng cửa. Trời hôm nay nóng nhỉ. Đi về Việt Nam. Giờ đã hết giờ siesta rồi, vậy nên là bây giờ bọn mình sẽ di chuyển qua một cái chợ để ăn. Ở đây có rất là nhiều hải sản tươi, hoa quả,
thịt cá, nói chung là đấy. Và sau đấy thì bọn mình sẽ đi shopping một chút, tại vì tới Barcelona mà không đi shopping thì hơi phí. Ở đây những cái brand như là Zara, H&M rẻ hơn rất là nhiều, và những brand high-end thì tax free 20% tới 21%. Một cái thôi. Một cái thôi, thử với khách tiếp. Em ăn một cái, em ăn một cái. Mình mua tặng hai cái bánh để ăn, tại rất là đói rồi. Mình gọi bánh khoai tây với phô mai và gà. Anh Đạt gọi là hem và phô mai. Bọn mình đã rời khỏi chỗ đấy và tìm một cái chỗ có thể ngồi, tại vì ở đấy chỉ có mua và ăn vặt thôi. Và bây giờ bọn mình sẽ ăn nhanh để còn kịp đi Sagrada Familia. Bọn mình đã mua vé trưa nay. Sagrada Familia là một trong những công trình có kiến trúc độc đáo nhất thế giới, nổi bật với 18 ngọn tháp hình con suốt quay tơ, tượng trưng cho 12 sứ đồ, 4 thánh sử phép phúc âm, Đức Mẹ Maria và Chúa Giê-xu. Trong đó, Chúa Giê-xu là ngọn tháp cao nhất với độ cao khoảng 170m, khởi công xây dựng từ 1882 và đến nay sau 140 năm, nhà thờ vẫn chưa hoàn thiện. Hoạt động xây dựng sẽ được hoàn tất vào năm 2026, đúng tròn 100 năm sau khi kiến trúc sư Antoni Gaudi qua đời. Khi mua vé vào đây thì người ta sẽ cho mình một cái giờ cố định để vào, vậy nên là nếu mà mọi người muộn 15 phút thì sẽ phải ra mua lại một cái vé mới. Giờ là 12 giờ đêm rồi và bọn mình đã quyết định đi ăn tối. Vì là mấy hôm toàn ăn mấy cái kiểu tapas nên là rất là nhanh đói. Và rất là may ở bên Barcelona có rất là nhiều quán mở tới 1-2 giờ đêm. Vậy là bây giờ bọn mình sẽ đi ăn nhẹ, uống một chút cocktail. Vì hôm nay là đêm của bọn mình ở Barcelona, ngày mai bọn mình sẽ đi Ý. Sao rồi anh? Sao? Bếp đóng cửa rồi mọi người ạ. Họ bây giờ chỉ mở để bán cocktail thôi. Chúng ta sẽ tìm quán ăn khác. Bọn mình đã qua những quán không chất ăn và gọi lại những cái món không chất mình thích. Cheers! May là quán này còn mở. Anh ăn gì đây? Anh ăn bagel. Bagel with salmon. Nice. Em ăn không? Vậy cũng là kết thúc của chuyến đi Barcelona. Tổng chi phí cho chuyến đi này là 1.045 €. Giờ thì chúng mình sẽ bay đi Venice. Hẹn mọi người trong video tiếp theo nha.